Anh qua phòng tôi, có chuyện gấp. Cô muốn gặp tôi để làm gì? Giang Sỏi, anh chưa ngủ sao? Chưa. Sao rồi? Tên thật là Lý Giang Sỏi, quê ở Sa Đéc. Chừng chuyển lên Sài Gòn á thì má mất, cha cũng vừa qua đời vì uống rượu say gặp tai nạn. Em gái sau đó cũng chết. Tôi nói như vậy có đúng hay không? Tôi là Võ Kim Cẩm. Làm ơn gọi đúng tên Võ Kim Cẩm. Là tôi chỉ muốn nhận người quen thôi, chứ tôi đâu có ý gì khác. Nhưng tôi thì không quen biết cô. Tại sao Lý Văn Sỏi là ai? Tại sao cô cứ gắn ghép cho tôi cái tên như vậy? Anh vẫn vậy, vẫn nhây như ngày xưa. Ngày xưa là sao? Sao cô biết tôi ngày xưa? Tình cờ thôi. Chắc là anh không nhận ra tôi, chứ tôi thì tôi đã nhận ra anh từ lâu lắm rồi. Mình qua đây ngồi đi. Dạ. Nè anh. Wow. Wow. Nè em ăn đi. Dạ. Tới bạn á. Cò chẹp cò chẹp cò chẹp cò. Béo đi theo anh hai. Chết rồi, anh lỡ giết nó rồi. Phu Lích tới bắt mình rồi sao? Giờ mình phải làm sao anh hai? Thôi mình trốn. Dạ. Giờ mình trốn đâu nữa anh hai? Chui vô. Dạ. Vô lẹ lên. Ta là ma đây. Em sợ quá anh hai ơi, em trả sợ quá anh mạng cho ta. Em sợ quá anh hai. Đánh cho mày chưa? Con gái con lứa gì? Suốt ngày cái đấm đá à? Mày làm tao mất mặt quá. Tao đánh cho mày chưa nghe chưa? Nghe chưa? Còn má thì sao? Suốt ngày say xỉn, con mới là người mất mặt nè. Xuân, bữa nay mày dám nói với má như vậy hả? Là người ta nói, chứ đâu phải con đâu. Ai nói mặc kệ họ. Mày là con của tao, tao rứt ruột đẻ ra. Mày không được nghe người ngoài nói xấu má mày, nghe rõ chưa? Tao mà không nằm ngửa nằm nghiêng làm sao có cái để mà giọng vào họng mày chứ. Con quỷ này, nghe lời người ngoài, báo cô báo hại. Bữa nay mày ngon lắm, mày ăn gan trời, mày dám cãi lại má mày hả? Con là do má sinh ra, má đánh má chửi con cũng được mà. Nhưng mà con không có chấp nhận người ta nói xấu má của con. Má nói má thù người đàn ông đó. Má cứ sống miết như vậy thì đến chừng nào má mới trả thù được người ta? Mày nói đúng, năm kỉnh này còn sống ngày nào cũng phải kiếm cho ra. Cô sẽ nói với Cầm Thư sao? Anh nói gì? Cô nói cho Cầm Thư biết chứ. Anh nghĩ là tôi sẽ nói với Cầm Thư sao?
Tôi không chắc. Nếu như là người khác á, thì câu đầu tiên sẽ hỏi tôi là có kể ra với ông bà hay không. Còn anh á, thì lại hỏi cầm thư. Phải chăng anh thích con nhỏ cầm thư rồi? Không liên quan gì tới cô. Nè, xem ra cô sẽ không kể cho ai biết thân phận thật sự của tôi chứ. Nhưng tôi biết, cái gì cũng có qua có lại. Cô nói đi, cô muốn cái gì ở tôi? Muốn cái gì ở anh hả? Tôi muốn cái mà anh cũng đang muốn đó. Như vậy đi, tôi sẽ không nói với ai về con người thật của anh. Đổi lại, anh giúp tôi một công việc ở trong tiệm vải. Tóm lại, cầm thư đi đâu thì tôi đi đó. Tại sao? Tại vì... Nhưng mà tôi sẽ không nói cho anh biết đâu. Anh nói đi, anh có làm được hay không? Ừ. Anh yên tâm, tôi sẽ giúp anh tìm hiểu chuyện làm ăn trong nhà này. Không phải cô là bạn thân của cầm thư hay sao? Thì vẫn là bạn thân, nhưng mà chuyện giúp anh thì tôi vẫn sẽ làm. Cầm thư mất đi một chút quyền hành hay là mất đi một chút tài sản thì cũng có đáng gì đâu. Giống như một con bò mất một cọng lông vậy thôi. Nếu cô khiêu khích tôi sẵn sàng bắp chết cô và bắp chết một con kiến. Nhưng nếu như cô còn một chút hữu ích, tôi sẽ giúp cô lấy được những gì cô muốn. Đơn bà đúng là độc hơn rắn rết. Cha tôi muốn tôi coi sóc nơi này. Anh chị nào có chuyện muốn hỏi, muốn thưa thì cứ tới hỏi tôi nha. Tôi mới vô làm, giả lại cũng trẻ người nữa, chắc chắn sẽ có sai sót. Anh chị cứ coi như chúng ta là một gia đình. Có chuyện gì anh chị cứ góp ý cho tôi ha. Đợt này tiệm của mình sẽ nhập hàng vải lam chéo. Đợt trước tôi có nói qua với các anh chị về loại vải này. Thật sự tôi muốn tạo ra một xu hướng ăn mặc mới cho cả đàn ông lẫn đàn bà. Xứ An Nam mình chứ không riêng gì Nam Kỳ lục tỉnh này đâu. Vải lanh để may áo vét, vải lụa để may áo dài. Nhưng mà từ trước đến nay, lụa của mình nhập về chỉ có duy nhất một màu thôi. Trong khi đàn bà thì lại vốn thích màu sắc thay đổi. Cho nên tôi dự định là đặt thợ thêu lên từng khúc vải, thêu theo nhu cầu của khách hàng. Tôi biết rất là khó lắm đa, nhưng mà chúng ta chưa thử mà, sao mà chúng ta biết không làm được, đúng không? May mắn là cha tôi rất ủng hộ công việc này. Ý của tôi là chúng ta sẽ đặt một xưởng thêu. Tôi muốn những tấm lụa của tiệm mình sẽ tạo nên một sự khác biệt. Lanh cũng vậy, tôi muốn vẽ lên đó những hoa văn nền nã để bộ vest của quý ông thật sang trọng. Tôi nghĩ mọi chúng ta ở đây đều phải góp sức của mình vào thì chúng ta không lo cửa tiệm của mình không phát triển. Thôi được rồi, ngày hôm nay mọi người đi làm tiếp đi nha. Hồng Xuân thấy mình nói chuyện như thế nào? Nãy giờ mình cố gồng lên chứ mình sợ muốn chết. Tay mình run đổ mồ hôi quá trời đây nè. An tâm đi, Thư nói rất là giỏi. Vậy hả? Ừ. Cũng may là có Học Xuân ở đây phụ giúp cho mình á, nên mình đỡ lo lắm. Mình cảm ơn Học Xuân mới đúng nha. Sắp tới mình dự tính là sẽ đặt một xưởng theo tay. Xuân giúp cho mình coi ngó cái xưởng này nha. Nhưng mà mình cũng không biết là mình có kham nổi hay không nữa. Sao lại kham không được chứ? Ai, Hồng Xuân của mình thông minh nè, lại là con gái của một người may áo dài giỏi nhất xứ Nam Kỳ lục tỉnh nữa, sao mà không kham nổi, đúng không? Mình sẽ cố gắng.
Thôi mình đi nha. Để mình tiễn Xuân. Ừ. Cậu hai, sao tự nhiên ông chủ giao tiệm buôn cho cô cầm thư vậy? Cũng có biết gì đâu mà làm. Thôi đi, tiểu thư hứng thú muốn đi ra ngoài đây chăm sóc cửa tiệm. Nhà của tôi không chịu được tính nhõng nhẽo nên đành để cô làm thôi chứ biết sao. Chỗ làm ăn đâu phải cho mấy bà mấy cô chạy qua chạy lại chỉ tay năm ngón. Dạ thưa cậu hai, tôi có nghe hai cậu nói chuyện trên trời, trong bụng tôi lo lắm đã. Nói cái gì mà trên trời? Thì phát triển cửa tiệm bằng cách mở xưởng thêu và vẽ trên vải lanh và lụa. Trời ơi, vải á thì nhập về cả đống tiền, thêu thùa với vẽ dời coi chừng không ra cái giống gì hết á. Thôi được rồi. Nè. Dạ. Người ta là chủ, các cậu chỉ là người làm công ăn lương thôi, suy nghĩ chi mà cho nặng bụng, đúng không? Hai người đó chịu theo cổ một chút đi, khi nào có chơi chán rồi thì cổ sẽ buông thôi. Tới lúc đó tôi sẽ mời mấy cậu đi nhậu một trận cho linh đình, được không? Cậu hai là con trai của ông chủ, cậu hai nói vậy thì tụi tôi nghe vậy. Đến lúc cổ chán á thì cửa tiệm cũng sập rồi đa, lúc đó thì tụi tôi cũng chết đói quá. Yên tâm, ngày nào cậu tôi ở đây thì hai cậu không sợ chết đói đâu. Chỉ mong cái gì biết không? Dạ. Mồm miệng phải kín kẽ, trung thành với tôi với lại cha của tôi. Nhưng mà... Không nhưng gì hết. Được rồi, hai người đi ăn đi. Ừ? Dạ cậu hai. Đi đi. Dạ. Nhớ đó nghe. Ủa, Cầm Thư. Anh hai. Em mệt không? Anh đưa em đi uống cà phê rồi ăn bánh tay nghe. Ừ, thôi đi. Em mới bắt đầu công việc thôi à, em không có muốn lơi lỏng chỗ này được. Cảm ơn anh hai. Nè. Dạ. Làm cái gì thì làm, nhưng mà đừng cố sức, quá sức là không có được đâu. Ừ, em biết rồi. Thôi anh hai đi nghe. Dạ. Dạ, chào mông sư. À, Vũ Linh, cậu ngồi đi. À, cậu cầm bộ hồ sơ này, trong vòng một ngày nhớ là phải gặp tận mặt hắn và cố phải nói để hắn chịu ra tòa làm chứng, vì con người này cứng đầu cứng cổ lắm, cậu nhớ chưa? Đã cử đi mấy người rồi mà lần nào hắn cũng đuổi người ta ra khỏi nhà. Hắn ra ngoài và cầm tờ trát tòa quăng vô mặt của nhân viên luật. Cho nên lần này cậu phải thật là cố gắng nha. Ừ. Dạ, tôi sẽ cố gắng. Ừ. Không hoàn thành được nhiệm vụ này, làm sao đủ tư cách để theo moa. Dạ. Thôi tôi xin phép à. Ừ, cậu đi đi. Còn có mua ít thuốc bổ mang bà biếu cho dì nè. Con tới chơi được rồi còn quà cáp chi nữa. Má. À, con. Ủa, Hồng Xuân, sao cô biết nhà tôi mà tới thăm vậy? Có lòng á thì sao không biết được. Mà hồi này á, Cầm Thư đang làm chủ tiệm vải nên không có thời gian rảnh. Chứ nếu không á, em đã rủ Cầm Thư ghé qua thăm má anh luôn rồi. Mà má của anh bệnh vậy á, Cầm Thư có hay không? Sao cô không kể gì với em hết vậy? Cô Hồng Xuân tới đây chờ thằng con trai của tôi cũng đã lâu lắm rồi, còn vô bếp nấu nướng nữa. Giờ cũng chiều rồi, hay là cô ở đây dùng bữa với má con tôi đi. Con coi đi rửa mặt rửa tay rồi phụ má để mời cô lại ăn cơm đi. Dạ, thôi được rồi dì. Ngó thấy dì bệnh như vậy mà phải vào bếp núc, trời thì nóng nực như vậy á, con vô phụ dì chút xíu thôi. Giờ con phải về, dì nhớ ăn uống tịnh dưỡng cho mau khỏe gì ha. Ủa, anh Dũng Linh, anh cứ chạy ngoài đường miết á, anh cũng mệt rồi. Hay là anh vào tắm rửa nghỉ ngơi đi rồi ăn cơm với dì ha. Em về, bữa nào em rảnh á, em lại ghé qua thăm dì với anh ha. Dì, khi nào mà con rảnh á, con qua đây thăm dì,
Dì cho phép con vào bếp để con nấu cho dì mấy món mà dì thích ăn ha. Cô Hồng Xuân về. Dạ. Cô nè, không ở lại ăn cơm sao? Dạ, con cảm ơn dì. Tại vì con có hẹn công việc cho nên là con không ở lại được. Còn hẹn dì bữa khác nha. Vậy thôi, cô về nha. Dạ, thưa dì con cảm về. Cảm ơn cô. Em chào anh. Con à, con nhỏ này tên Hồng Xuân hả? Nó cũng dễ thương quá chứ. Mà sao hồi nào tới giờ má không nghe con nhắc tới hết vậy? Dạ, cô là bạn thân của Cầm Thư. Tụi con là bạn bè từ trên Sài Gòn. Má thấy cô này cũng có cảm tình với con lắm đó đà. Chứ ai đâu mà ở không mà lại qua thăm bà già này, rồi còn vô bếp nấu nướng nữa chứ. Má. Thì má có nói gì đâu. Con coi liệu mà chọn lựa. Chứ má thấy con một mình lủi thủi, má tội cho con lắm. Hai má con mình có rủng rỉnh gì cho cam. Con thì làm công ở văn phòng luật, lương bổng có bao nhiêu đâu. Rồi đủ thứ lo toan, rồi còn thuốc thang cho má nữa. Có chút của ở cái cùng, giờ cũng bán hết trơn rồi. Chứ lấy đâu ra có điều kiện để mà con gái người ta theo mình chứ con. À, nè anh. Dạ. Cho tôi hỏi cái. Sáng giờ mấy mối quen của tiệm mình á, có tới lấy hàng chưa vậy? Dạ chưa được mối nào hết đó cô hai. Sao kỳ vậy? Vậy chứ bình thường có như vậy không? Dạ không. Tại mình đẩy hết giải lanh chéo, họ thấy lạ, họ ngại chứ sao. Hay là mình đổi, nhập lại gấm Thượng Hải. Mặt hàng đó mấy bà mấy cô chuộng lắm. Gấm Thượng Hải so với lụa thì đâu có mềm mại bằng. Lên áo dài kén dáng lắm đó đa. Lụa thì đơn điệu màu sắc quá. Tôi đã cho đặt xưởng theo rồi. Mình cứ đợi vài bữa nữa đi, tôi sẽ tung giải lụa ra, nhất là giải thêu dành cho áo dài. Mình sẽ dùng giải lanh để thay thế gấm Thượng Hải mà vẫn bị dội hàng á. Lúc đó tôi sẽ coi lại coi sao. À, sẵn tiện ở đây tôi cũng nói với mọi người luôn, tối nay mời các anh chị trong tiệm của mình đi ăn một bữa. Các anh thông báo giùm cho các chị luôn nha. Dạ. Sao hả anh? Chắc hẹn cô hai bữa khác nha. Sao vậy? Dạ bây giờ á, chúng tôi đi ra ngoài kia lấy hàng rồi. Xin phép cô hai. Đi, mình đi. À. Thư. Thư, gì vậy? Sao mà ngồi ủ rũ vậy? Nè, Hồng Xuân. Hồng Xuân có gặp anh Dũng Linh không vậy? Xuân có chuyển lời của tôi cho ảnh không? Rồi ảnh nói sao vậy? Từ từ cho mình thở cái được không? Hỏi một lần hai ba câu mình biết trả lời câu nào bây giờ. Thật ra thì mình có gặp ảnh rồi. Mình có chuyển lời Cầm Thư dặn ảnh á, là mấy bữa nữa Cầm Thư qua. Mà ngó bộ là ảnh giận dữ lắm đó. Ảnh không thèm nói năng gì hết. Mà đàn ông á, họ ngang như vậy đó. Nên Cầm Thư không có được nói tới nói lui, đặng họ được nước làm kêu với mình nữa. Để rồi coi, ảnh sẽ nhớ Cầm Thư, rồi ảnh sẽ tới làm lành với Cầm Thư thôi ha. Mời, nè, mời, mời. Hôm nay là cha chúc mừng con gái đã ký được hợp đồng bán giải với ông Tấn Tài. Ông này khó chơi đó, nhưng mà cha thật sự tự hào về con. Dạ, con thấy ký hợp đồng là một chuyện tốt, nhưng mà nội trong một thời gian ngắn như vậy mà phải làm đủ số lượng hàng này con thấy hơi khó. Còn xưởng thêu chỗ con á, dù có thêu ngày thêu đêm cũng không thể nào đủ số lượng được. Rồi phải đặt may nữa. Thư à, nếu như mà mình làm không kịp á, là mình phải đền đó. Ở trong hợp đồng á, nó có nói rõ, nếu như mà không thực hiện đúng trong hợp đồng á, là nó sẽ đền gấp 3 lần tiền của mình đó nha. Nè Cầm Thư, con
có tự tin về hợp đồng này không? Con nhận được hợp đồng lớn, má mừng lắm. Nhưng mà má cũng thắc mắc, tại sao con biết ông Tấn Tài và biết ông có nhu cầu sử dụng loại giấy này? Một đứa mới ra ràng như con thì làm sao ông tin tưởng giao cho con hợp đồng lớn chứ? Dạ thưa cha má, nếu như cha má, bác hai và mọi người ở đây hỏi, con cũng xin thưa là chính ổng đã đưa hợp đồng xuống tận đây đưa cho con. Ổng nói ổng biết cửa tiệm nhà mình có đúng loại hàng mà ổng cần, cho nên ổng tìm tới. Ổng cũng nói ổng biết tới chuyện con nhập giải lanh và giải lụa đã làm thay đổi xu hướng ăn bận của giới trẻ, nên ổng rất có niềm tin. Dạ thưa cha, thiệt tình lúc mà con nghe ổng nói vậy con vui trong bụng lắm chứ. Bởi vì con nghĩ số giải tồn động trong kho của mình còn quá lớn, nên con cũng muốn nhận hợp đồng này. Nhưng mà sau khi bàn thảo, con bắt đầu hoang mang, nhất là những điều khoản mà Hồng Xuân và anh hai đã nói vừa rồi đó. Con có hẹn với ổng là cho con một ngày suy nghĩ để coi coi mình có nên nhận hợp đồng này hay không. Nhưng ổng cũng không đồng ý nữa. Ổng nói là ổng cũng gấp nên không có thời gian để chờ đợi con. Nếu như mà con không đồng ý, ổng sẽ tìm tới chỗ khác. Con thú thiệt, nếu như ổng không gây áp lực cho con cũng không liều lĩnh gật đầu đâu cha má. Sau khi con đặt bút ký, con có hỏi câu chuyện ông Tấn Tài giống như cha má hỏi con vậy đó. Vì sao ổng tin con, một người vừa mới chập chững kinh doanh? Ổng nói là tự nhiên ổng có niềm tin thế thôi à. Con cũng nói thiệt với ổng những khó khăn khi nhận hợp đồng lớn, cũng mong muốn được ổng chia sẻ kinh nghiệm. Con cũng đã ngửa bài hết với ổng rồi, nhưng mà con thấy ổng vẫn vui vẻ khi giúp con giải quyết những vướng mắc đó má. Đây có lẽ là một hợp đồng làm ăn rất lớn kể từ khi cha mở tiệm buôn giải tới bây giờ, phải không cha? Trước giờ cha chỉ bán giải thôi, chớ chưa từng nhận đơn hàng trọn gói, từ giải đến mai đo như đơn hàng của ông Tấn Tài ký với lại Cầm Thư. Thiệt sự khi nghe nói sẽ ký hợp đồng may áo dài trắng, cha cũng hơi lo. Nhưng với cái đầu thông minh, nhiều ý tưởng của Cầm Thư, cộng thêm cái đầu khôn ngoan, giỏi tính toán của Kim Cẩm, cha hoàn toàn yên tâm về hợp đồng này. Nếu cha đã nói như vậy thì hai anh em con chỉ biết cúi đầu mà thực hiện, để tìm dạy mỗi ngày phát triển hơn. Cha biết cả hai con đều dốc sức vào hợp đồng này, nhưng ý của Hồng Xuân vừa nói lúc nãy cũng không thể bỏ qua. Tụi con coi cân nhắc lại thời gian, vì nếu làm gấp thì sản phẩm không đạt chất lượng hoặc chất lượng kém. Dạ. Thì công sức mình bỏ ra cũng coi như đổ sông đổ biển đó đà. Mình vẫn còn thời gian để bàn bạc kỹ hơn về hợp đồng của lô hàng này. Thôi cả nhà mình ăn cơm đi. Dạ. Mời. Thôi uống ít thôi, đốc tờ dặn mình đang bệnh không được uống rượu nhiều đó. Có bà ngồi đây, tôi nào dám uống nhiều đâu. Đi hết đi. Đi hết đi, con Năm Kỉnh này không cần đâu, đi hết đi. Má, má là say nữa đây. Rồi kìa. Biểu. Dạ. Ai nói với mày tao sai? Tao không có sai nghe chưa. Biểu. Dạ. Mày có biết á, mày càng lớn mày càng giống cái loại bạc béo của mày. Bạc béo nè. Đồ bạc má. Béo. Tao đánh mày cái thứ bạc béo. Bạc béo nè. Má. Tao đánh mày, tao đánh cho tiếc nồi cái giống đoạn hậu của mày. Má. Bạc má. Béo đoạn hậu nè. Đồ đoạn hậu. Má. Tao ghét cái mặt mày. Má. Tại sao mày không có chạy đi hả? Má. Bộ mày muốn má đánh mày chết hay con sao? Con không chạy đâu, con là con của má. Sao mày không chịu chạy đi? Đồ thứ con không có cha. M-
Mày có cha, mà cha của mày nó không có cần mày. Cha mày không có cần tao. Thằng cha của mày phản bội tao. Má, má còn là con của má, má đánh con lúc nào cũng được. Con ngồi xuống đây cho má đánh con nè. Nếu mà má đánh con để mà cho má đỡ tủi nhục á, thì má cứ đánh thoải mái đi, con chịu được hết á. Chứ má đừng khóc nữa má. Má đừng có khóc nữa má. Má đừng có khóc nữa nha má. Con ơi là con ơi. Nè ăn đi hả? Dạ. Ủa má. Dạ xin chào. Ngồi xuống đây đi con. Dạ xin mời ngồi. Má. Dạ đây là. Má mời thầy Soạn để mà dạy việc buôn bán cho con đó. Con biết không, ngày xưa đó, thầy Soạn đây là người quản lý hết điền sản cũng như các tiệm buôn của ông bà ngoại con. Sau này thầy được các con của thầy á rước về nhà hưởng phước. Má năn nỉ dữ lắm thầy mới chịu giúp gia đình mình đó ra. Dạ. Nếu được như vậy tôi xin cảm ơn thầy nhiều lắm. Dạ, dạ không dám. Tôi chỉ là người làm công, chứ chưa nói chuyện dạy dỗ ai. Chỉ vì chén cơm manh áo mà thôi. Dạ không sao. Miễn sao bây giờ có thầy ở trong tiệm là tôi cũng an lòng lắm rồi. Nghe nói cô đang lo lắng về cái hợp đồng mai theo gì đó, không kịp thời gian ngay sau. Dạ thầy, với số lượng hàng đặt hiện giờ, dù có mướn thêm thợ theo cũng khó đạt được số lượng đó. Giả lại chưa nói tới việc còn một hợp đồng với tiệm may Ba Minh để may áo dài nữa. Nếu như mà không kịp trong ngày khai giảng thì coi như mình phải bồi thường hợp đồng cho người ta. À vậy đi, nếu như cô hai qua được chuyện này, qua sẽ trở lại làm công giúp đỡ cô hai. Thưa thầy, tuy là bây giờ tôi chưa nghĩ ra cách nào, nhưng tôi tin chắc là tôi sẽ làm được. Thầy cứ chờ coi nha. Xin phép bà và cô cho tôi đi tham quan một vòng nhà xưởng. Dạ, mời thầy ạ. Dạ, dạ. Dạ. Con, nếu mà thật sự thầy Soạn chưa ở lại giúp con thì không sợ thằng Kim Cẩm nó giành giật tài sản với con nữa. Má, sao chuyện gì má cũng lo anh hai vô hết vậy? Con á, con cũng phải nghĩ tới sau này con lấy chồng, con ra riêng cũng phải có của hồi môn để con mang theo, để gia đình bên chồng người ta không khinh khi mình chứ. Má cũng đã nói biết bao nhiêu lần rồi, gia sản nhà mình á là một phần của ông bà ngoại con để lại. Còn liệu mà giữ lấy nghe, không cảnh giác là có ngày mất trắng đó. Con với cha con á, tin tưởng thằng đó thì tin, chứ má tuyệt đối thì không. Con biết rồi má. Sao? Lại là chuyện gì nữa đây? Lý Văn Sỏi, anh đừng quên là chúng ta hai bên hợp tác cùng có lợi. Mà tới thời điểm này á, tôi còn chưa đòi quyền lợi gì cho bản thân mình. Hình như á, những tin tức của tôi đều mang tới điều tốt cho anh thì đúng hơn. Cố tật đó chẳng khác gì so với hồi nhỏ. Nè, tôi thấy tôi có tật gì đâu. Đó, chính nhờ cái tật đó mà tôi nhận ra anh đó. À, tôi nhớ ra rồi. Cô chính là cái con nhỏ mà đầu bù tóc rối ở giờ nhất cái xứ Sà Đéc chứ gì. Anh Xuân hả? Xuân, đúng rồi.
Làm sao tôi có thể quên một cái tên đặc biệt như vậy chứ? Trên đời này thiếu gì người tên Xuân, chỉ có tên Sổi là đặc biệt thôi. Đúng là thay da đổi xác, không nhận ra được luôn á. Nè, má con sao rồi? Má vẫn khỏe mạnh chứ? Chết rồi. Anh có biết thầy Soạn không? Không. Tôi nói cho anh biết, bà Xuân á, bà mời ông này về coi tiệm, mà quan trọng hơn hết á là để dạy cho Cầm Thư cách buôn bán. Tôi thấy á, theo giọng điệu của bà thì cái ông này lợi hại dữ lắm đó. Tôi không tin một đứa con gái nước mắt mới ra đời như Cầm Thư thì có thể làm được gì. Anh không nên coi thường bất kỳ địch thủ nào, kể cả người yếu nhất. Còn anh nữa, dạo này á, anh làm cái gì mà tôi thấy anh ít khi xuất hiện ở ngoài tiệm vậy? Tôi có chuyện cần làm, ngoài tiệm của cô Xuân coi chừng là được rồi. Còn trong nhà này thì bà sân suốt kìa, tìm cách để ngán chân của tôi. Vậy bây giờ á, kiếm chuyện gì cho bà lo, để cho bà bớt tầm xàm, bớt để ý tới chuyện ở ngoài tiệm là được. Giờ thì cô đã biết tôi là ai, tại sao cô không tố giác tôi? À, hay đừng nói cô đã để ý. Xích thương rồi. Tôi rồi ha. Anh mơ hả? Là tại vì tôi và anh có cùng một tuổi thơ cay đắng, cho nên tôi không nỡ thôi. Vậy ra cô cũng muốn có nói với tôi sao? Tao muốn mày phải trả thù cho tao. Nhờ lại. Ủa, đại ca. Ừ. Tới rồi hả? Tới rồi đại ca. Kêu thêm mấy đứa xuống đây, còn chuyện ăn ở tao lo. Dạ, được rồi đại ca. Nhớ kín miệng. Được rồi đại ca, cứ để em lo. Ừ. Dạ đại ca. Cuối cùng thời khắc này cũng đến, tao ẩn nhẫn chờ đợi lâu lắm rồi. Dì Năm. Dạ con chào dì. Dạ con chào dì Năm. Chào hai con. Bữa nay dì Năm khỏe chưa dì Năm? Dì khỏe rồi con. Dạ dì, dì thấy đỡ trong người chưa? Con mua biếu dì hộp sâm này bổ lắm nha. Con nghe người ta nói cái loại sâm này nè, mà hầm chân gà là sẽ tốt sức khỏe lắm đó dì. Trời nóng nực quá. Để con rót nước cho dì uống nha dì Năm. Ủa sao mà trà nguội ngắt vậy nè? Để con vô pha trà nha. Cầm Thư ngồi chơi nha. Dì đang theo hả? Dì theo đẹp quá à. Ui da, nóng quá à. Nóng quá dì Năm ơi. Nóng quá hả? Có sao không con? Dạ không sao, con không sao. Cảm ơn con. Con gái thành phố mà vô bếp làm được như vậy thiệt giỏi quá đi. Thôi lấy ghế ngồi đây với dì nè. Dạ, dì Năm uống trà cho nóng nè dì Năm. Được rồi, dì cảm ơn dì con. Dì Năm uống trà ha. Lấy ghế ngồi đi con. Dạ. Dạ con mời dì Năm uống. Anh Dũng Linh. Cầm Thư tới lâu chưa? Tại sao vậy? Sao anh lại đi làm mấy công chuyện này? Tại sao anh không nói với em sớm hơn? Anh Dũng Linh, anh mới về chắc mệt lắm hả? Em có ngâm mấy trái dừa ở dưới á, dừa mát lạnh luôn, đem lấy cho anh uống nha. Bữa rày anh bận công chuyện cho nên chưa có dịp tâm sự với em. Nghe anh, về nhà đi. Đợi mấy bữa nữa anh qua kiếm em được không? Em cũng đang bận bịu chuyện trong tiệm vải phải không? Em có gặp điều chi khó khăn không?
Nếu có gì khó thì cứ nói với anh nha. Tụi mình ngồi xuống suy tính, biết đâu sẽ tìm ra được phương cách. Không cần đâu, em thật không hiểu nổi anh. Anh tốt nghiệp thủ khoa trường luật danh giá nhất Sài Gòn, vậy mà tại sao anh đi làm những công việc như thế này? Anh thật cứng đầu, không chịu nghe ai khuyên hết. Còn chuyện của em không dám làm phiền anh đâu. Em có cha em, có anh hai em giúp đỡ, có Hồng Xuân giúp đỡ. Họ sẵn sàng có mặt khi em cần tới sự giúp đỡ của họ. Bây giờ anh lo chuyện của anh là được rồi. Dạ, dạ thưa dì, con xin phép con về. Hồng Xuân ơi, tôi đang lấy dừa mà. Đi về đi, không cần đâu. Thư, sao vậy? Dạ dạ, con chào dì Năm, con về. Em về nha Dũng Linh. Bây giờ con cầm thư, nó hiểu lầm con rồi. Vậy thôi Dũng Linh, con bỏ cái nghề này đi. Mình kiếm tiền chính đáng, ai nghĩ gì thì kệ người ta. Con vẫn đang làm việc ở hãng luật, nhưng vì là con vừa làm vừa học, làm sao mà kiếm đặng nhiều tiền như mấy thầy trạng sư nổi tiếng chứ. Trong khi nhà mình thì mà cũng nhờ quen biết ông Bảy Xiền, cho nên con mới nghĩ ra công việc này đó chứ. Má coi, nếu không học theo ổng đi thu gom đồ cũ thì nhà mình làm gì rủng rẽn mà đồng ra đồng vô. Dũng Linh à, con cầm thư hồi đầu má cũng thương cũng quý nó lắm, nhưng càng lúc má thấy con nói cũng đúng. Hai nhà cách biệt về tầng lớp cũng khó mà dung hòa lắm con. Rồi con Hồng Xuân tới, nó gần gũi và siêng năng. Nói thiệt má cũng ưng trong bụng rồi. Con với cô Xuân không thể nào đâu má. Thôi bây giờ con đem mớ đồ cũ này qua nhà ông Bảy nha. Má ở nhà cứ cơm nước trước đi, đừng có chờ con nha. Cầm thư có chuyện gì vậy? Mặt buồn hiu à. Bộ anh Dũng Linh chọc ghẹo gì sao mà tự nhiên đòi về vậy hả? Thiệt tình mình thấy hai má con ảnh khổ như vậy, mình chịu không được. Khổ thì mình nhào vô mình giúp đỡ, chứ có gì đâu buồn. Ảnh không có chịu đâu, ảnh cứng đầu lắm. Ảnh còn nói ảnh còn khỏe mạnh, còn làm lụng được, không muốn cậy nhờ vào ai hết. Nhưng mà tôi thấy Cầm Thư thiệt thà quá đa. Đó là ảnh nói người ta, chứ Cầm Thư với ảnh là người yêu của nhau mà. Sau này còn dự định là ăn đời ở kiếp với nhau nữa. Bây giờ tôi có điều kiện, tôi lại thương ảnh thì phải xắn tay áo nhào vô. Cho dù hả, người ta có xô Thư ra thì Thư cũng phải nhào vô chứ, đúng không? Lỡ anh giận nữa thì sao? Hồi đó mình đem tiền vô bệnh viện, lúc đó là anh không vui rồi đó. Có gì đâu, thì cứ lặng lặng mà làm, đừng có cho anh biết. Chuyện này á chỉ có một mình Thư biết, với lại mình biết thôi, không có ai biết hết. Cứ vậy đi, còn suy nghĩ gì nữa. Đi. Anh có cần tôi giúp gì không? Anh cần tôi giúp gì không? Không dám. Ông bây giờ ngon rồi, ai mà dám sai ông chạy việc nữa chứ. Lỡ bị đuổi rồi sao? Tôi nghe nói có cô tiểu thư gia đình quyền thế nhờ ông chủ nâng đỡ anh mà. Giờ anh lên hương rồi. Dũng Linh, cậu cầm bộ hồ sơ này đi theo Mo lên tòa. Mo hy vọng Toa cũng là dạng đàn ông cứng cỏi, biết dựa vào sức mình
để leo lên đỉnh cao của sự nghiệp, chứ không cần phải học theo người ta, đi đường ngang ngõ tắt. Những con người như vậy, họ chỉ làm những chuyện vụn vặt, chứ không có tầm nhìn lâu dài. Tôi hiểu thưa mông sư, nhưng thực tình tôi vẫn đi làm chứ không quen biết ai mà đi đường ngang ngõ tắt. Nếu như mông sư có biết chuyện gì mà tôi là người trong cuộc còn chưa rõ thì xin mông sư chỉ giúp giùm tôi nha. Tôi xin cảm ơn trước. Nhưng tôi nhắc cậu lần nữa, tôi là một người rất là nghiêm khắc. Nếu cậu làm được việc thì tôi mới trọng dụng. Thôi chết. Đỡ người ta dậy, mau lên. Cô ơi, cô có sao không vậy? Để Hoa đưa cô vô nhà thương nha. Tại vì Hoa có việc gấp, phu xe của Hoa kéo nhanh quá nên tránh cô không kịp đó. Dạ em không sao. Hoa biết rồi. Dạ, dạ lỗi tại em. Tại em đi đường không dòm nó nên mới đụng phải ông. Xin lỗi. Hoa biết rồi. Thôi thôi, để Hoa đưa cô vô nhà thương nha. Mình đi nha cô. Dạ. Cô lên xe ngồi đi. Cẩn thận đó. Từ từ thôi. Dạ, cảm ơn thầy. Dạ, nhà có khách mà không có gì để đãi thầy hết. Thầy uống trà hay cà phê? Nè, thôi 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 khỏi. Được gặp nhau cũng là cái duyên rồi. Cô đừng lo cho Hoa. Hoa không khát nước. À, cô là người ở Bạc Liêu luôn hả? Dạ, tuy nói là người ở Bạc Liêu, nhưng thời gian em sống ở Sài Gòn phần lớn là để đi học. Em mới thi đậu bằng thành chung, bây giờ về ở nhà với má là bà chủ hào. Nhà có hai má con à, cho nên má trông em về dữ lắm. À, thôi để em đi pha trà cho thầy. Thôi được rồi. Đưa được cô tới nhà là Hoa yên tâm rồi. Cô giữ sức khỏe đã. Dạ. Tạm biệt cô. Dạ thầy. Dạ thầy về. Chuyện ở trong sở luật phải không? Chuyện ở sở luật, anh xin em đừng có can dự vô có được không? Anh nói gì em không hiểu. Những chuyện em đang làm sẽ gây tổn hại đến danh dự và sự nghiệp của anh đó biết không? Em... Anh biết là em thương anh, muốn giúp đỡ cho anh. Nhưng mà không phải lúc nào cách em đang làm cũng đúng đâu Cầm Thư à. Phải rồi, là lỗi của em. Ai kêu em cứ tài lanh tài lẹ. Em tìm gặp ông chủ của hãng luật làm chi? Thì ra là do em chủ động. Vậy mà anh cứ nghĩ do anh trai của em suối bậy để hại anh. Anh nói cái gì? Hại anh? Không lẽ ông chủ hãng luật ông làm cho anh? Được rồi Cầm Thư. Vậy à? Thì em sai quá. Em... Thôi bỏ đi, anh không sao. Cầm Thư à, em có thấy gần đây hai đứa mình ít khi hòa thuận vui vẻ với nhau hay không? Em đâu có thấy gì đâu. Chắc có lẽ là anh thay đổi thôi, chứ em vẫn như xưa. Anh nghĩ là có lẽ tạm thời chúng ta không gặp nhau một thời gian để nghĩ thấu đáo về mối quan hệ này. Anh nói cái gì vậy? Thấu đáo? Anh không thương em nữa hả? Không phải, anh chỉ muốn nói là tạm thời mình không gặp nhau để tập trung cho công việc.
và suy nghĩ cho kỹ chuyện tương lai của hai đứa. Được, vậy thì cứ theo ý anh đi. Anh đi về trước đi, em ở lại đây một mình hóng gió cũng được. Sáng tới giờ vậy? Mình đi kiếm Thư quá trời luôn. Sao Thư không lo kiếm cách tăng năng suất để kịp ngày giao hàng cho bên ông Tấn Tài vậy hả? Thư, có chuyện gì vậy? Thư à, Thư, Thư làm gì vậy? Thư, sao tự nhiên Thư lại cắt giải vậy? Để yên cho mình. Hồng Xuân xuống mời thầy soạn và tất cả mọi người lên đây cho mình đi. Lẹ đi mọi người. Trời, hoàn thành đủ số lượng giao hàng rồi. Là như vậy, nếu như chúng ta cắt ráp chiếc áo này thành nhiều mảnh, rồi sau đó chúng ta sẽ chia thành từng tổ. Mỗi tổ sẽ phụ trách ráp từng mảnh, rồi sau đó một tổ khác sẽ ráp tất cả các mảnh này lại. Như vậy là gần xong rồi. Ý tưởng mới mẻ, hơi mạo hiểm, nhưng mà có lý lắm. Tôi cho rằng với cách này, đúng ngày khai giảng trường kỹ nghệ và gia chánh, thì chúng ta có đủ số lượng để giao cho ông Tấn Tài trong 2 tháng tới. Dạ, phải rồi đó thầy. Từ nay tới ngày giao hàng là 3 tháng. Hợp đồng cũng ghi 3 tháng. Ừ. 1 tháng còn lại, chúng ta sẽ dùng thời gian đó để kiểm kê tất cả các hàng bị lỗi. Nếu như cần sửa, chúng ta sẽ sửa. Hồng Xuân, Hồng Xuân giúp cho mình chia tổ ra giống như những lời mình nói hồi nãy nha. Tôi biết rồi. Rồi Hồng Xuân tổ chức một cuộc họp cho mình để phân công trách nhiệm cho từng tổ. Mỗi tổ sẽ bầu ra một tổ trưởng để giám sát. Cảm ơn Hồng Xuân. Thầy à, thầy ra đây coi với thầy bàn chuyện nha. Cũng không đơn giản như anh nghĩ đâu. Anh liệu mà cảnh giác. Nếu như mà anh không muốn để lộ thân phận. Cô rất thông minh. Phàm ở đời hiếm có phụ nữ nào đẹp lại thông minh. Cô ta thì có cả hai. Anh đang khen hay là đang chê vậy? Không chỉ là tôi khen, mà tôi còn ngưỡng mộ nữa. Ngưỡng mộ? Anh ngưỡng mộ hay là anh thích cổ? Không trả lời nghĩa là đồng ý đúng không? Cô lo làm việc của cô đi. Cầm Thư nắm bắt và xử lý công việc kinh doanh thông minh và bản lĩnh như vậy, tên Lý Văn Sội cáo già mà còn bị thôi miên, thì còn được trả thù và giành lại những gì trong tay Cầm Thư của mình hẳn sẽ không dễ dàng đa. Mình phải tìm cách buộc Lý Văn Sở vào mình mới được. Hồng Xuân nói đúng, cô gái này đã không ngây thơ và dễ bị lừa như trước nữa. Nhưng sao mình lại thấy thích cổ nhiều vậy đa? Cảm giác thích này có tan dần theo sự thông minh của cổ. Mình phải tỉnh táo. Phải tỉnh táo thì mới không để lộ thân phận.
để giành sự kiểm soát lớn hơn nữa trước gia tài đồ sộ của gia đình này. Cũng đã hoàn thành xong. Cảm ơn tất cả mọi người đã hỗ trợ cho tôi. Bây giờ tôi sẽ thông báo nha. Ngày hôm nay tôi sẽ đãi cho tất cả các nhân viên ở trong tiệm này một bữa ăn ở nhà hàng Tây thật là no say nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Anh Dũng Linh, cuối cùng á thì Cầm Thư cũng đã hoàn thành được số hàng này đúng thời hạn. Thậm chí là còn sớm hơn cả chục ngày nữa đó. Vậy thì tốt quá. Thấp thỏm cả mấy tháng trời, bây giờ thì đã có thể ăn ngon ngủ yên được rồi. Anh không vô chia vui cùng với Cầm Thư sao? Bộ hai người giận nhau hả? Tụi này đang có chút chuyện khúc mắc, từ từ đi. Thôi, tôi phải quay lại tòa án. Chuyện bữa nay Hồng Xuân đừng nói cho Cầm Thư biết nghe. Nhiều đến nỗi ngày không ăn đêm không ngủ, tất cả là tại anh hết á. Tại Hoa hết, em cứ trách Hoa đi. Hoa vui quá. Chú ba, dậy đi. Ủa, tối hôm qua bộ chú thức đêm dữ lắm hay sao mà giờ ngủ gục trên bàn làm việc luôn vậy? Dạ, tối qua tôi thức khuya làm việc. Mà có chuyện gì không anh hai? Tôi đem cái tiền thu qua lợi ruộng lúa với lại qua lợi đất đem qua cho chú ba nè. Chú đếm lại coi có đủ không? Chuyện tiền quê lợi năm nay cũng tạm ổn, nhưng mà có lẽ bị mất mùa hay sao mà lại thấp hơn đợt trước vậy anh hai? Chắc có lẽ tại mưa nhiều cho nên mùa màng không thuận lợi cho lắm. Đúng rồi, mưa quá đợt rồi nó mưa đó chú. Nó thất thu cho nên quê lợi đâu có dám thu nhiều. Chú ba nè. Dạ. Cái bữa mà mình uống rượu với ông chủ bạc đó, cái ông đề nghị với mình là đi mua đất Hoàng Lộ. Ê chú ba ơi, tôi thấy nha, giá hời lắm anh à, mấy chục ngàn đồng mà có mấy chục mẫu đất hả? Mà ông ta nói với anh hai hồi nào? Rồi thì cái bữa mà chú nhớ không, mà ông sai đó, ông mới tiết lộ ra cho mình biết. Chứ mấy cái vụ ngon lành này á, đâu có tới phiên tụi mình biết đâu. Anh hai có biết không, chuyện đất đai ai mà không ham. Nhưng giờ nhà mình có mấy trăm mẫu đất rồi. Đất Quan Lộ cũng là đất hạng 2, đất tốt dễ trồng cấy. Mua thêm nữa để làm gì, e tham quá sẽ nặng bụng. Trời ơi chú ba, có tôi với lại thằng Cẩm mà chú lo cái gì? Em nói rồi, bây giờ mình tập trung lo cho tiệm vải. Ở bên đó thì nhân công rất nhiều, phải trả cho họ bộn bạc đâu. Em cũng không hứng thú với chuyện đất đai đâu. Em có dư tiền chỉ mua vàng thôi. Trời ơi chú ba, người ta nói á,
giàu thì sắm thổ, lỗ thì sắm vàng. Mình mua đất mình để ở đó đó, nó sẽ lợi cho mình thôi, chứ đâu có gì đâu. Anh hai, chuyện đất quan lộ thư thư rồi tính, mình chỉ cầu ổn chứ đâu cầu lợi. Nhưng mà Thư, vụ thầy Soạn á, Thư hỏi về mình chưa? Mình sợ sẽ không được đó. Từ xưa tới giờ thầy Soạn hiếm nhận lời dạy ai lắm. Má mình phải năn nỉ dữ lắm thầy Soạn mới nhận lời dạy mình đó. Vậy hả? Tại mình cũng muốn học nghề thôi mà. Thôi không sao đâu, mình cũng không muốn làm khó Thư đâu. Dạ thưa thầy. Thầy sao, muốn xin gì nữa đây? Con có chút chuyện muốn nhờ thầy, chỉ sợ là thầy không đồng ý. Biết trước là tôi không đồng ý thì đừng nói nữa. Thầy có còn chịu nhận học trò nữa không? Hồng Xuân hiếu học lắm, Hồng Xuân nhất định sẽ là học trò giỏi của thầy đó. Tôi không cần học sinh giỏi, mà tôi cần người có tâm, lúc nào cũng giữ sự phòng bị, dù đó là người gần gũi nhất với mình. Thôi, tôi nói rồi, tôi không nhận người. Mình đã nói rồi mà. Không sao đâu, nói chung là mình chưa có duyên với thầy, Thư đừng lo. Mình nè. Mình thấy con Thư mấy tháng này nó làm có tiến bộ không mình? Thầy Soạn á cũng khen con nhỏ thông minh siêng học. Tôi đã nói với mình rồi, con gái của mình nó có di truyền của ông bà ngoại. Nó thông minh lanh lẹ, càng ngày tôi thấy nó càng giống mình. Mình cũng đã khuya rồi, thôi tôi đi ngủ đi. Chào. Dạ, con chào bác. Con có rảnh không? Cho bác vô ngồi nói chuyện nha. Dạ được, dạ được, dạ mời bác vào. Dạ bác ngồi đi bác. Qua có ăn chút chuyện. Thôi, bác với cháu mà ngại ngùng chi. Có gì bác cứ nói đi. Dạ, mời bác uống nước. Qua năm nay á, cũng sống phần nửa đời người rồi, mà tay trắng vẫn hoàn trắng tay. Cháu có thấy qua có phải là thất chí hay không vậy Cẩm? Con không cần an ủi bác đâu. Qua biết mình biết ta lắm chứ, mà qua cũng nghĩ rồi, đàn ông mà, ít nhất cũng phải có một mảnh đất cắm dùi. Đằng sau này có chết á cũng có chỗ mồ mả. Cháu thấy có đúng không Cẩm? Qua chấm á mua gần 100 mẫu đất quan lộ, ông chủ bạc có nói với bác là giá bán ra thấp lắm, đất cấp 1, cấp 2 mà bán giá cấp 3 luôn á. Đúng, ông chủ bạc cũng đáng tin vì ông làm cho chánh phủ. Có tin gì
thì ông cũng là người biết đầu tiên. Nếu như ông đã nói với bác như vậy thì con nghĩ mình cũng nên suy tính. Đúng là ý tưởng lớn gặp nhau. Hoa cũng nghĩ y như cháu vậy đó. Dạ. Chỉ kịp một nỗi là Hoa một nghèo hai khổ, làm gì có đủ tiền mà mua. Bác cần bao nhiêu tiền? Không sao, 1.000 thì cháu có đây, cháu sẽ cho bác mượn. Không, không phải là 1.000, 10.000. 10.000? Trời, số tiền lớn như vậy cháu lấy ở đâu ra? Hoa có hỏi ý với cha con rồi mà ổng không có mặn mà cái vụ này. Cháu biết không, cái miếng đất đó mua để ở đó vài năm sau thu quay lại thôi à, cũng đủ vốn rồi. Bây giờ mà bỏ thì thiệt uổng. Thật ra thì cũng không phải là không có cách. Cách gì? Nói bác nghe. Đi vay mượn mà người ta cho vay thì mình phải trả tiền lời. Thôi, con thấy cách này cũng không ổn. À nè, người ta có cho vay tới 10.000 không vậy? Có chứ. Lần trước con đi buôn, con cũng vay cũng tới cỡ đó. Hoặc là hình như là cũng lên tới mấy chục á. À nè, con đã biết chỗ đó rồi đó, thì dẫn bác qua giới thiệu đi. Nhưng mà bác có nhớ lời con nói hồi nãy không? Một khi mình đã vay mượn người ta thì mình phải trả cả vốn lẫn lời. Với lại cũng đâu phải dễ dai đâu, phải có người bảo lãnh tin cậy mới được. Thì con bảo lãnh chứ ai. Ờ, bà Hoa cũng tính rồi, chỉ cần mua đất tới mùa gặt đầu á thì Hoa sẽ gom đủ tiền để trả tiền lời luôn cho người ta. Ừ, vậy ngày mai con sẽ đưa bác Hai qua đó. Cảm ơn con nhiều. Thôi bác về nha. Dạ. Mời hai anh ngồi. Ờ. Đại ca ơi, có khách. Rồi. Mời mời ngồi. Dạ, mời dạ, ngồi. Được. Dạ, bác ngồi đi bác. À, dạ. Dẫu gì á, tôi với ông xưa nay cũng là chỗ làm ăn với nhau rồi. Ông cứ nói cho ông biết cái quy củ tụi mình làm ăn chứ. Anh yên tâm. À, tôi biết mà, tôi biết hết rồi. À, giờ à, anh cho tôi mượn 10.000. À, lộn, 15.000 nha. Hả? Bác nói mượn 10.000 mà. Ôi trời ơi, giờ mượn 10.000 hay 15.000 à, cũng vậy thôi con à. Đã mượn rồi thì mượn tới luôn hả? À, 15.000. 15 hả? Dạ. Vô nói tôi nói đưa cho tao 15 đủ nha. Ừ. Ờ, uống nước đi chú Hai. À, dạ được. Uống nước đi, đợi chút xíu. À, dạ. Uống đi. À, cảm ơn. Đại ca, ông đếm lại đi. À, dạ khỏi. Vừa nhìn anh tôi biết đủ rồi. Cảm ơn ông chủ. Lăn tay vô đây cái. Mực. Đây hả? Ừ. Dạ. Rồi, ông về đi. Ờ, dạ. À, dạ, cảm ơn ông chủ. À, xin phép tôi về trước nha. À, đi về con. Trợ sư Dũng Linh. Dạ chào. Không ngờ trợ sư Dũng Linh lại bình dân như vậy á. Cô gặp tôi có gì không? Em là Lê Thị Dân Anh, là cháu gái họ của ông Bảy Xiền. Trợ sư còn nhớ ông Bảy Xiền chứ? Nhớ chứ sao không. Có một thời gian tôi theo ông Bảy Xiền học thu mua đồ cũ. Nhưng dạ, mà ông Bảy Xiền là cái gì của cô? Dạ, ông Bảy Xiền với má em là chị em bạn dì. Hôm rồi đám giỗ bà ngoại em, ông cậu Bảy có về, cho nên biết chuyện của em, ông cậu Bảy khuyên em là nên tìm gặp trạng sư Dũng Linh và nhờ trạng sư giúp đỡ. Rồi ông còn nói tuy là trạng sư trẻ tuổi nhưng mà nhân từ lắm, chứ không giống như mấy trạng sư khác chỉ biết ăn tiền rồi cãi. Thú thiệt với cô, tôi cũng chỉ là
trợ lý thực tập của trạng sư chứ chưa chính thức khoác áo trạng sư. Dạ. Nhưng con cần tư vấn điều chi? Trong khả năng của mình, giúp được là tôi giúp hoàn toàn miễn phí. Dạ. Ở đời á, tốt khoe xấu che, thiệt tình là em không muốn kiện tụng chi hết á. Nhưng mà em nghĩ cứ để vậy hoài, không chừng mình bị mang tiếng dữ, cho nên em... Vậy đi, để không mất nhiều thời gian của cô. Cô về viết cho tôi câu chuyện của cô ra giấy. Dạ. Kèm theo yêu cầu. Dạ. Chừng xong thì ghé sở luật đưa cho tôi coi ha. Dạ. Tuần này tôi phải lên tòa án liên tục. Khi nào xong vụ án này, rảnh rang tôi sẽ liên lạc với cô. Dạ. Cứ vậy đi nha. Dạ thầy. Sao vậy thầy? Không có gì đâu. Dạ, em về trước. Vụ án này sắp sửa xét xử, cậu sẽ là trạng sư biện minh. Cậu chuẩn bị đi. Tôi à? Sao? Cậu không tự tin sao? Dạ không. Vì hồi giờ tôi chỉ theo thầy làm trợ lý, chứ chưa từng đứng riêng một mình một trận như vậy. Nếu cậu thấy không tự tin thì... Không, tôi làm được mà. Cậu cố gắng nha. Ây da, xin lỗi. Tôi xin lỗi, tôi vô ý quá. Không sao, không sao. Tôi tên là Đào Phú Quý. Cô ơi. Sao rồi, hả? Bữa giờ làm ăn sao rồi? Dạ đại ca. Đại ca. Mời đại ca ngồi. Đại ca ngồi. Sao, bữa giờ sao? Dạ, đúng như lời đại ca nói luôn. Đất này là đất lành. Mới có mấy tháng mà mình đã cho vay được mấy chục ngàn rồi. Khá lắm. Cái tôi cần bây giờ là đứng vững gót chân, từ từ tích lũy lực lượng của chính mình. Con nhỏ đó sao rồi? Ông già đó chết mê chết mệt nhỏ đó chứ sao. Kêu ổng bỏ vợ theo nhỏ đó cho rồi đấy cả. Làm ơn nói với nó đừng có mơ mộng hão huyền, ngậm miệng mình làm theo lời của tao. Đừng có trứng mà đòi khốn hơn dịch. Dạ dạ em biết rồi. Ông bác của anh hai hôm bữa qua đây đòi mượn thêm 10 ngàn. Em nói để coi lại rồi tính sao. Đúng là càng cho ăn càng tham lam. Dạ. Nói với hắn gắn thêm 5 ngàn thôi. Nhớ ghi vô tiền lãi là lấy 4 phần nghe chưa. Dạ đại ca. Bực mình ghê. Chịu đi chơi với em gì hết à? Bộ anh sợ em làm mất mặt anh hay gì? Lần nào gặp nhau cũng lén lén lúc lúc. Em chán cảnh này lắm rồi. Em muốn đi chơi, em muốn đi ăn nhà hàng, em muốn đi coi hát. Em á, cũng biết Hoa đã có vợ rồi. Lỡ ra ngoài sợ người ta nhìn thấy rồi đàm luận này nọ. Hoa chỉ sợ điều tiếng làm em giận, chứ Hoa thì đâu có nhầm nhò gì. Xạo đi. Là anh sợ tiếng đồn tới tai bà nhà thì có. Em đâu có đòi hỏi danh phận đâu. Nhưng em là con nhà đàng hoàng, không lẽ suốt đời em gặp anh trong bóng tối, sau lưng nhà người ta sao? Thôi, đừng khóc nữa, làm lòng Hoa đau lắm. Em muốn đi đâu Hoa đưa em đi. Thiệt hả? Bởi vậy em thương anh nhất á. Em nói thiệt mà. Anh nhìn kìa, ruộng lúa xanh mướt hả? Bên kia nữa kìa.
Ê bà, đừng có để anh hết dữ vậy. Ông đi với ai mà thế măng vậy? Mình đâu có biết đâu. Thấy hai người á giống như quen nhau quá hả? Bé còn rồi đó. Chứ còn gì nữa. Thôi mình đi. Tôi mà biết như vậy á thì tôi không có qua kể cho chị nghe đâu. Chị khóc, chị buồn rồi ảnh cũng đâu có biết đâu. Đàn ông mà, ông nào không mèo mỡ. Ông nhà tôi cũng chim chuột đủ bề. Ban đầu thấy ông nhà chị cũng đạo mạo, tôi tưởng chị may mắn hơn tụi tôi chứ. Ai dè, có ngờ đâu. Con xin hai cô, hai cô có thấy là má con đang khóc hay không? Hai cô đừng nói nữa. Sao cháu nói chuyện hỗn hào vậy? Đúng là cha nào con nấy mà. Má, hồi sáng nay cha con ở bên tiệm để kiểm hàng. Cả tiệm có rất nhiều người làm chứng. Má tin con đi, cha không có phép phân thân. Má, hai cô đây chắc là nhìn lầm người rồi đó. Tụi tôi có lòng tốt á, tụi tôi mới qua, tụi tôi kể cho chị biết. Vậy mà chị để cho con gái chị á, nghĩ xấu về tụi tôi. Nó nghĩ tụi tôi đặt điều cho cha nó hay sao á. Thôi, từ đây về sau á, tụi tôi không có qua đây chơi nữa đâu. Thôi, đi về bà. Ừ. Bực mình. Mấy chị ơi. Từ, nói thiệt cho má biết đi. Có thiệt vậy không con? Cầm thư. Má, con nói thiệt mà. Không lẽ má không tin con hay sao? Rõ ràng là sáng nay cha con ở tiệm mà. Cha con không có đi với người nào đâu. Má tin con đi nha má. Cha. Con sao giờ còn thức vậy? Con thức để chờ cha về đó. Nè, con làm gì vậy? Cha, có phải là bữa nay cha đi với cô nào không? Con người mét với má là đã bắt gặp cha đi ngoài đường đó. Con phải nói xạo với má là không phải đâu. Cha đang ở tiệm coi tiệm, có con làm chứng nè. Má khóc quá chừng luôn. Con dỗ hoài má mới chịu ngủ đó. Mà cha đó, hồi nãy con ngửi áo cha, con nghe rõ ràng nồng nặc mùi nước hoa của phụ nữ. Cha, cha, cha làm chuyện sai trái với má con hả cha? Không, làm gì có. Cha đi chơi với nhiều người. Có một cô ngồi cạnh cha, chứ không phải như người ta nói đâu. Con không biết đâu. Cha đó, cha không được làm chuyện gì sai trái với má con. Nếu không thì con sẽ giận cha luôn. Con không bao giờ tha thứ cho cha đâu. Đi đâu vậy? Anh làm cho tôi bất ngờ quá đó nha. Anh tìm đâu ra được cô tình nhân của ông già anh vậy? Cô nói gì vậy? Khỏi chối, tôi biết hết rồi. Cô Hồng là người của anh đúng không? Cô theo dõi tôi à? Đúng vậy. Tôi biết hết những gì mà anh đang làm. Anh là chủ mưu của tất cả. Anh tìm cô Hồng, đặt cổ vào lòng cha hờ của anh là có lý do đúng không? Cô này vốn là vũ nữ trên Sài Gòn, được anh mướn đóng vai con gái nhà lành. Anh còn mướn nhà cho cô ta. Cuộc gặp mặt định mệnh đó là do anh sắp đặt. Anh cũng biết trước ông già anh sau bao năm kiềm chế tính phóng đãng sẽ mê man xa vào lưới tình. Kể từ khi cặp với cô ta, ổng thường xuyên không về nhà và ở lại luôn bên căn nhà ổng mới mua cho cổ. Sao, tôi nói đúng hết đúng không? Tại sao thầy dỗi tôi? Để biết chắc rằng anh có đang làm đúng theo kế hoạch hay không. Tôi không phải là con rối của cô và làm theo chỉ thị của cô, biết chưa? Chẳng qua tôi rất tò mò, cô là ai? Cô chui vô nhà này vì lý do gì? Tại sao lại căm hận ông già tôi đến như vậy? Ông già của anh hả? Hay cho cái thói thời thiệt giả giả thiệt. Anh không cần biết tôi là ai. Anh chỉ cần biết
anh là ai và anh đang mưu đồ gì. Yên tâm, tôi không phải là đối thủ của anh. Tôi không thích và cực kỳ ghét ai dắt mũi tôi dẫn đi. Cố là ai? Nói, tại sao cô lại tìm cách lọt vô gia đình này? Có mục đích gì? Nói mau, cô là ai? Có ý đồ gì? Tôi không phải là kẻ thù của anh. Chúng ta là đồng minh. Là bạn hay là thù, tôi sẽ là người quyết định. Nói, nói mau, cô là ai? Cô vô đây với ý đồ gì? Nếu như tôi không nói thì anh sẽ làm gì tôi? Lý Văn Sỏi. Mày, mày hả? Mày gọi tên Lý Văn Sỏi nghĩa là mày tự đưa đầu vào chỗ chết, có biết không? Tôi biết, nhưng mà tôi không sợ. Vì tôi cũng biết Võ Kim Cẩm cũng cần tôi. Tại sao? Bởi vì tôi mới chính là đứa con thất lạc của Võ Kim Phan. Nghe rõ chưa? Thì vậy sao? Vậy sao không tố cáo tôi để giành lại danh phận cho mình, mà lại muốn làm đồng minh với tôi? Buông tôi ra. Tôi muốn trả thù, anh nghe rõ chưa? Anh đã từng nhìn thấy một người đàn bà và một đứa con gái còi cọc, đói ăn trôi dạt khắp nơi ngày nhỏ. Ai có ngờ rằng cô Nam Kỉnh quý phái nền nã đã phải trải qua phần đời còn lại trong đói rách để tìm kiếm sự sinh tồn, để trả thù người đàn ông đó. Từ khi tôi được sinh ra, tôi chưa từng được yêu thương. Má tôi coi tôi như là một kẻ thù, trút hết tất cả các cơn hận thù bằng những trận đòn roi. Bữa đói, bữa no, trong khi cha của tôi, chị gái của tôi, một người chị gái cùng cha khác mẹ, thì lại sống trong cảnh dương giả, tiền bạc, kẻ hầu người hạ, nhà cao cửa rộng. Tôi không cam lòng. Lý Văn Sỏi, tôi sẽ không bao giờ tiết lộ thân phận của anh đâu, anh yên tâm. Tôi thề với anh, tôi thề trên vong linh người má khốn khổ của mình, tôi muốn anh trả thù cho tôi. Anh phải trả thù cho tôi, trả thù thật nặng. Tôi phải trả thù rửa hận. Tôi không thể chờ đợi được nữa. Tôi muốn anh phải làm cho ông ta sống không bằng chết. Tính ra thì hai chúng ta cũng có duyên với nhau lắm. Quen biết mấy chục năm rồi gặp lại nhau cùng lật gửi gián bài này. Nhưng cô bé à, cô có biết là cô đang chơi với dao hay không? Tôi dạy cho cô một bài học miễn phí đây. Nếu chơi dao thì phải nắm đằng cán, được cả nắm đằng chui. Kẻo làm bị thương chính mình. Được thôi, nếu cô muốn học
thì tôi sẽ dạy cho. Nếu muốn làm đồng minh của tôi thì hãy chứng minh cho thấy lòng thành của cô. Anh muốn làm gì? Anh muốn làm gì? Làm gì hả? Anh muốn làm gì tôi hả? Tôi dạy cô một bài học thôi. Ông buông tôi ra! Buông tôi ra! Tôi xin anh mà. Anh buông tôi ra! Buông tôi ra! Buông tôi ra! Em đây, anh hai muốn ăn khuya không? Em đang định xuống bếp nè. Anh hai chuẩn bị đi ngủ đây. Anh không ăn đâu, em ăn đi. Dạ. Bây giờ thì biến đi. Khi nào có tin tôi sẽ nói cho cô biết. Đi đi. Hãy nhớ, từ bây giờ trở đi hãy gọi tôi là Võ Kim Cẩm. Cô tuyệt đối phải ghi nhớ điều này. Nếu như cô muốn tôi đồng hành cùng cô, trả thù giúp cô. Em vô giùm em nha. Bữa nay trời nóng nực quá anh ha. Em cảm ơn anh đã chuyển nhà giúp em bữa nay nha. Em ở nhờ nhà cầm thư riết á, em cũng thấy ngại lắm. Được rồi. Đúng hôm nay chủ nhật nên sở luật cũng được ngày nghỉ. Sao hôm nay Cầm Thư không qua phụ chuyển nhà giúp cô? Cầm Thư bữa giờ bận lắm. Hồi trước á, ở trong cùng ký túc xá thì dù em biết là gia đình của Cầm Thư khá hơn mình nhiều, nhưng mà em thấy hai đứa vẫn có những điểm giống nhau. Nhưng từ khi về đây ở chung nhà, làm chung một việc, thì em mới thấy được sự cách biệt như trời với đất. Cầm Thư thì như mây ở trên trời, còn em thì như bụng ở dưới đất vậy. Em nói như vậy không phải là vì em thấy buồn bã hay là tủi thân, tại em thấy sao em nói vậy thôi. Anh đừng có nói với Thư là em nói vậy nghe. Là Cầm Thư đã khiến cho cô cảm thấy như vậy hay sao? Em cũng không biết nữa. Nhưng mà người ta giàu người ta sang từ trong trứng rồi, không cần phải cố ý mà tự thân cử chỉ, lời nói, cốt cách của người ta bên ngoài cũng rất là tự nhiên. Em cũng quen rồi. Anh ngồi chơi nha. Em đi lấy nước cho anh uống ha. Thôi khỏi. Tôi tranh thủ qua giúp cô rồi đi công việc luôn. Dạ, em cảm ơn anh nhiều. Cô Hồng Xuân, cô có hiểu ý nghĩa của hai từ bản tâm là gì không? Ý anh là sao? Mà thôi, tôi đi đây. Dạ, anh đi. Ân gia nhà mới mà không kêu. Biết vậy tôi phải mang quà qua đây tặng cho phải đạo chứ. Ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống đi.
Anh tới đây làm gì? Không cần thiết đâu. Sao dọn đi sớm vậy? Tôi thấy tiếc nuối quá đa. Tôi không thể nào ở nhờ nhà anh mãi được. Có bộ nhà này cũng tốt quá ha. Chắc là Dũng Linh kiếm cho chứ gì. Có bộ nó cũng có tình có nghĩa với cô dữ đa. Người ảnh thiệt tình, có tình có nghĩa là cầm thư mới đúng. Nhìn cái mặt cô kìa. Ui trời ơi, ghen tị hả? Nếu như thích đó, thì chạy theo, đeo đuổi nó, giành giật nó lại. Má người ta giành chồng má của cô, rồi bây giờ người ta cũng giành cái người mà cô thích nữa. Không lẽ suốt cuộc đời, không lẽ má con cô cứ lẫn quẩn chịu thua má con người ta sao? Anh không cần phải khiêu khích tôi để làm chuyện này chuyện kia. Anh muốn gì ở tôi? Anh đã cưỡng ép và cướp mất sự trong trắng của tôi rồi, anh còn muốn cái gì nữa? Thôi đi, trong trắng đáng giá bao nhiêu? Cô đừng có lấy ra để kêu gọi lòng thương cảm nữa. Chẳng qua với tư cách đồng minh, tôi bày đường dễ lối sẵn cho cô. Thật sự thì tôi rất nhiều chuyện để lo. Từ ngày cầm thư nó nắm tìm giải, thêm quân sư là thằng cha soạn, chuyện làm ăn ở tìm giải càng lúc càng lớn. Nếu tôi mà không nhanh tay, có khi mất phần. Coi bộ tôi phải tìm cách tống khứ nơi đi sớm. Chỉ tiếc là tôi thèm nó quá, tôi chưa có được hái qua bẻ cành. Nhưng mà không sao hết. Cái gia tài mới là quan trọng. Tôi mà chiếm được cái gia tài, muốn cái gì cũng có, đúng không? Anh nói cũng đúng. Dù không đoạt được tình yêu của nó, nhưng ít nhất tôi cũng phải cản đường nó. Càng thấy những con người đó được hạnh phúc, tôi càng cay đắng cho phận mình. Tại sao nó lại có tất cả mọi thứ, còn tôi thì lại không chứ? Cô từng là bạn thân thiết của nó. Nè, có bao giờ nghe nó nhắc tới cái tên Đào Phú Quý chưa? Tôi không nghe. Nhưng mà khi không tự nhiên anh lại hỏi tôi cái tên Đào Phú Quý lão quắc lão quơ đó vậy? Cái gì cũng phải có nguyên nhân. Hắn ta là người mà cha tôi đã chấm cho có cầm thư đó. Vậy luôn sao? Thiệt không? Hèn nào, có lần cầm thư từ chối Dũng Linh bởi vì cổ sợ dướng vào tình cảm. Cổ nói là cha má của cổ đã đặt để cho cổ vào một người có gia thế rất là xứng đáng, nhưng mà cổ không muốn ưng. Rằng cha má cổ rất là coi trọng môn đăng hộ đối, chỉ muốn gả cổ vào chỗ nhà giàu. Trong khi đó cổ lại có tình cảm với Dũng Linh, cho nên lúc đó cổ rất là buồn. Thằng Dũng Linh có cố gắng cũng bằng thừa. Cố gắng lên, cô có hy vọng rồi đó. Hy vọng hả? Anh nghĩ sao? Anh nghĩ sao nói câu đó hả? Chứ sao? Thì chính anh là người đã bẻ nhụy hái cành. Ôi trời, thôi mà. Buông tôi ra coi. Danh chính ngôn thuận thì hắn và Cầm Thư mới thiệt là con trai con gái của ông ta, họ mới có quyền thừa kế. Còn mình, dù là con gái ruột, nhưng lấy gì để chứng minh đây? Lý Văn Sỏi, Kim Cẩm, ngoài mình ra có còn ai biết hắn là giả nữa hay không? Đằng nào thì hắn cũng đã chiếm đoạt Trinh Tiết của mình rồi, bây giờ có lồng lộn lên thì cũng chẳng làm gì được. Hay là mình cứ ngọt ngào với hắn, để hắn chịu cưới mình, khi đó mình sẽ đường hoàng bước chân vào ngôi nhà đó. Chừng lọt được vào rồi, mặc sức mà trả thù. Nếu đặt cược đời mình vào Kim Cẩm giả, biết đâu cũng được một phần gia sản này. Hồng Xuân. Nè, Hồng Xuân. Thi.
Từ cái hồi mà dọn ra riêng tới giờ, bữa nay mới thấy Hồng Xuân ghé tiệm mình đó đa. Nè, bộ bệnh hả? Dọn ra xong mình bệnh luôn, mà bây giờ mình đỡ rồi. Nè, khi nào rảnh á, nhớ ghé qua nhà mình đó đa. Má mình cứ hỏi thăm Xuân miết đó. Vậy hả? Thôi, thưa tới rồi, làm việc đi, mình cũng đi làm việc đây. Chỉ cần mày mở cánh cửa đó ra là mày đã cứu được tao đêm đó rồi. Tao ra nông nỗi này là do gia đình của mày. Nhất định một ngày nào đó tao sẽ khiến cho chúng mày sống trong cảnh ngộ mà tao đã từng trải qua. Nè, uống với bác Hai ly đi con. Ông Rài sao, khỏe không? Dạo này ít việc nên con cũng chán. Vòng vòng đi không mát chứ có việc đâu mà làm. Bác thấy cha con cũng kỳ. Con đã lớn vậy rồi mà không chịu để cho con quán xuyến hết gia đình để mà giúp đỡ cho cha con ba cái vụ điền sản. Bác à, con cũng muốn giúp đỡ cho cha một tay lắm, nhưng mà cha có thói quen tự điều hành, cha không tin một ai hết. Dễ gì mà ông để cho con nhúng tay vô. Bác à, cũng muốn giúp cho con nói chuyện với cha con. Ê, nhưng mà cha của con là em ruột của bác, bác biết tánh đó mà. Coi nói vậy chứ nó cứng đầu cứng cổ lắm. Bác cũng mệt chứ thằng này. Con có cách để cha con buông bớt ra đây. Cách gì? Nói bác nghe coi. Thôi, mình nhậu đi. Chuyện đó mình tính sau đi. Bác kêu con qua đây uống rượu có chuyện gì không? Có gì đâu con. Bác cháu mình lâu quá không gặp, cho nên bác mới làm sơ sơ cái mồi này nè, để mà mời con qua đây làm lai rai. Bác đây cũng có chuyện muốn nhờ con. Giờ tính sao? Ơi ơi, cuộc đời của tôi sao mà khổ dữ vậy trời. Giờ mấy anh đây cho tôi mượn mấy chục ngàn bạc để mua đất quan lộ, mà mấy tháng nay bị hạn hán, bị thất, lỡ bên thì giá lúa nó bị thấp xuống, cho nên tôi trả không có nổi. Cái vụ miệt lan dài của tôi cũng như là cái miệt ruộng ở quan lộ, lúc cây rồi thì trời hạn hán một tháng, sinh ra cái loài bò đây nó căng lá căng rọ, làm cho lúa 10 phần rồi chết hết 7 phần. Tới mùa gặt đầu á, tôi cũng cố gắng gom lại, mà gom lại hết nó có 5.000 giả, mà giờ lúa một giả có 60 cắt á, cho nên đâu có đủ. Nghe kể thì thấy cũng tội, mà qua biết thì sao được. Ông á, ông mượn tụi này hơn 20.000, tính luôn tiền lãi tới bây giờ á gần 5.500 rồi, tiền lúa cũng không đủ để trả nợ đó. Ông đó, giờ ông tính sao? Giờ qua cũng đâu biết làm sao. Thôi ông ấy giờ mấy anh cho qua thêm vài tháng. Mượn là phải trả, không á là tôi kiện ra tòa lấy hết đất, nghe chưa? Ơi, mấy anh đừng kêu phú lịch bắt tôi ra. Nếu ông không muốn thì cậy bên nhà ông qua đây trả nợ giúp cho ông. Chứ ông á mà cứ cứng đầu cứng cổ như vậy, tôi nhờ giả sao được. Thằng em của tôi á, nó máu lạnh lắm, nó không có giúp tôi đâu. Ông á muốn lột da sống đời hả? Muốn ăn á thì phải lăn vào bếp. Ông cứ nhắm mắt mà lại lục xin nhờ. Muốn trả nợ á thì phải như vậy chứ sao? Trời ơi, tôi bây giờ vậy mà tôi quỳ tôi lại thằng em tôi nó nhục lắm. Mà thôi giờ vậy đi, tôi nói mấy anh nghe, giờ cho tôi đi về, tôi tìm thử thằng cháu tôi, nó cho tôi mượn tôi đem qua trả hết cho mấy anh luôn. Được, tôi cho ông một ngày. Dạ. Nha, không có là ông chết với tôi. Dạ. Cái gì? Mấy chục ngàn đồng? Trời ơi, bác nghĩ sao vậy?
chứ không phải là mười mấy ngàn à. Bây giờ chủ nợ á, họ đòi nợ bắt mình bán nhà bán đất. Bán lo mà trả đi. Cái này lần trước nhờ con bảo lãnh, cho nên bán mới có tiền mua được miếng đất quan lộ đó. Nhưng mà làm gì tới mấy chục ngàn dữ thần vậy? Mùa thất, còn lúa thì lại rớt giá, cho nên mà cái tiền thì mỗi ngày nó mỗi xanh lời. Còn tính đi, hồi trước á bác mua giá bao nhiêu thì giờ bác cũng để y chang cho con vậy. Mà miếng đất đó con nó xấu vậy chứ nó còn ngon lắm à. Bác mà không có kẹt cái tiền người ta thưa kiện bác á thì bác không muốn bán miếng đất đó đâu. Nếu con chịu đứng ra trả nợ cho bác, nói thiệt bác khỏe biết chừng nào luôn con. Xin lỗi bác, con không có nhu cầu mua đất. Xin lỗi bác hai. Bây giờ chủ nợ nó vô đơn nó kiện rồi, mà bây giờ con không giúp bác á, con muốn bác bị sổ khám hay sao con? Bác thử nghĩ đi, con làm gì đủ tiền để cho bác mượn? À, trừ khi... Sao? Trừ khi sao con? Thôi, bỏ đi. Thì con nói đi. À, trừ khi con lấy lại được quyền điều hành tiệm vải với lại Xuân Mai, chừng đó con mới lấy tiền hàng ở trong đó mà trả nợ cho bác. Đó, bây giờ bác nghĩ đi, con có cái gì đâu, có quyền gì đâu mà có tiền. À, chuyện này có thể lắm á nha. Hiện giờ con cầm thư nó đang điều hành, bây giờ bác cháu mình phải làm sao đá nó ra thì tự nhiên cái quyền hành nó sẽ thuộc về tay của con rồi. Em Thư là con gái, mà con gái lấy chồng là phải đi theo chồng. Hay à. Sao con nghĩ ra cái này hay vậy? Nãy giờ bác nghĩ không có ra. Đúng rồi, bây giờ làm sao cho nói với lại cha con gả chồng cho con Thư. Như vậy là mình đã đá nó ra khỏi nhà, lúc đó cha con sẽ quản tiệm. Làm sao để cho ổng không có tâm trí thoải mái để ổng coi tiệm. Mời bác. Con có cách. Cách gì con? Cái này bác nghe nói hại thân dữ lắm đó con. Vậy thì mấy chục ngàn đó bác tự mà trả đi. Sao? Bác thấy sao? Mấy chục ngàn lận đó. Nếu như không làm cách này thì còn cách nào bây giờ? Đến khi nào cái chuyện nó qua thì mình dừng lại. Thôi được rồi, tính hay không thì tùy bác. Ờ, vậy đi con. Nghe tôi dặn một chút việc nha. Dạ. Bây giờ cũng tới giờ nghỉ trưa rồi, các anh ăn trưa xong á, chịu khó xuống nghe hàng lấy giải lên giùm tôi nha. Dạ cô. Dạ cô. Ừ. À, dạ, dạ chào thầy. Thầy cần gì ạ? Bó hoa hồng này xin dành tặng nàng. Chắc là thầy nhìn lầm tôi với ai đó thì phải. Không, ta không lầm. Nàng xinh đẹp quá. Nàng xinh đẹp đúng như tưởng tượng của ta. Hả? Nàng làm vợ ta nghe. Xin lỗi thầy, tôi với thầy chưa hề quen biết nhau. Thầy, thầy đứng lên giùm tôi đi. Ta sẽ quỳ miết cho đến khi nàng gật đầu thì thôi. Đồng ý đi nàng. Tôi xin lỗi, nhưng mà tôi không có quen thầy. Ta không có lầm, nàng bên ngoài xinh đẹp hơn, nhưng vẫn y chang trong hình Cầm Thư. Thầy biết tên tôi hả? Nàng chính là Cầm Thư, là vị hôn thê của Đào Phú Quý này đa. Tôi nghe nói thầy
đang học đốc tờ bên Pháp lận mà. Ta vừa về nước là xuống Bạc Liêu để tìm nàng ngay. À, em, ta nhớ em. Cầm thư. Xin lỗi thầy, đúng là giữa chúng ta có hôn ước, nhưng mà chẳng phải lúc trước cha thầy đã chủ động hủy hôn? Là cha ta giận ta. Vì biết ta... Tôi có nghe cha má nói là vì một cô đầm tay. Là ta bị đặt đó đa. Thiệt sao? Vì ta không thích ràng buộc vì một lời hứa. Vậy tại sao tự dưng thầy bây giờ lại muốn thực hiện lời hứa đó chứ? Vì nàng quá đẹp. Cầm thư à? Nàng không biết ta thôi, chứ ta thì ôm ấp bóng hình nàng lâu lắm rồi. Hả? Đây là hình của nàng phải không? Sao thầy lại có hình của tôi? Là cha ta gửi cho ta khi ta còn đang bên Pháp. Cha ta cho biết nàng chính là vị hôn thê của ta. Từ ngày có tấm hình này, ta ngày đêm tơ tưởng và mong nhớ nàng. Tôi xin phép. Cầm thư. Dạ, con thưa cha má. Ngoài tiệm vải có chuyện gì mà ngó mặt con khó chịu đã? Dạ, hồi nãy con... Dạ thôi không có gì, con xin phép cha má. Dạ con chào hai bác. Xin chào hai bác. Thầy đây là... Dạ, con là Đào Phú Quý, con trai ông Quyện Hàm, tên Đào Văn Long, ở huyện Trà Ôn. Ôi trời, mời ngồi. Dạ. Chà, ngó giống ông Quyện Hàm hồi trẻ hết sức đó. Nghe nói thầy đã cưới vợ đầm phải không? Dạ, tại hồi đó con chưa hiểu chuyện nên mới bịa ra điều đó. Cũng bởi con suy nghĩ tân thời, với lại con thấy á, vợ chồng lấy nhau là phải hai bên tự nguyện, chứ không nên áp đặt theo kiểu cha mẹ đặt đâu thì con ngồi đó. Chứ con có làm gì mà có vợ tay vợ đầm đó. Bữa nay tôi lần đầu tiên được gặp thầy, được nghe thầy phân minh tỏ tường về lý do hủy hôn. Tôi nghe tôi cũng ưng lắm. Nhưng tôi cũng nói cho thầy hay một điều, con gái của tôi cũng là lá ngọc cành vàng. Thầy làm như vậy thầy không thấy quá đáng hay sao? Dạ bác. Được thầy tới thăm gia đình qua là vinh hạnh lắm rồi. Những chuyện cũ coi như bỏ qua, để vợ chồng qua hỏi thăm sức khỏe của ông Quyện Hàm. Dạ, cha con hổm rài cũng bị bệnh, chứ không là cha con cùng đi với con xuống đây thăm hai bác và em Thư rồi đó. Ông Xui bị bệnh sao vậy? Dạ, ông Quyện Hàm đã mần xuôi gia hồi nào đâu mà anh xui chứ. Dạ, cha con bị bệnh cũng vì lý do không được mần xuôi gia với gia đình mình, cho nên cha con mới sinh bệnh đó thưa hai bác. Ông Quyện Hàm ổng tự ý hủy hôn chứ đâu phải do gia đình chúng tôi đâu. Dạ, lỗi này là do con. Con hối hận vô cùng. À, mà thầy đổ đốc tờ rồi chưa? Con còn hơn một năm nữa thì con mới tốt nghiệp, nhưng con xin chuyển về Việt Nam học để tiện chăm sóc cha con. Từ Pháp trở về là con xuống đây liền đa. Con mong hai bác thương mà xá tội cho con, cho con được cưới em Cầm Thư làm vợ. Hoa với chỗ cha của thầy cũng là bạn đồng liêu hồi xưa, nên Hoa cũng không chấp nhất gì hết. Nhưng con gái Hoa không thể nói bỏ là bỏ, nói cưới là cưới đa. Dạ, bây giờ hai bác muốn phạt gì con cũng chịu, miễn hai bác cho con được cưới em Cầm Thư là con thỏa nguyện rồi đó. Không được. Dạ bác. Được. Dạ, thưa cha, thưa má. Được quá chứ thầy. Nè cậu, tôi nói lại một lần nữa, con gái của tôi không phải là một món hàng mà khách muốn mua thì mua, muốn trả thì trả đâu. Thầy đây đã phân tỏ tận tường như vậy, con thì nghĩ là cha má cũng nên lượng xá. Cũng nhờ anh hai đây phân tích thiệt hơn
cho nên tôi mới đủ tự tin mạnh dạn xuống đây để cầu hôn em Thư. Thầy cứ ngồi đi. Dạ. Kim Cẩm, việc này con làm rất tốt, cha ưng đã. Tôi không có ưng. Bà chỉ vì cái lý do cũ rích kia. Thôi bỏ hết, bỏ hết đi. Kim Cẩm, con vô trong á, lấy chai rượu quý mà con tặng cha hồi nắm ra đây. Chuyện vui như vậy phải uống cho thiệt say đà. Dạ. Dạ. Ông mà, đốc tờ đã dặn là ông phải kiêng cử rượu đó. Bà lo gì, đã có đốc tờ Đào Phú Quý ở đây rồi. Đi đi con. Dạ. Má, con không lấy chồng. Con không muốn lấy chồng. Con không muốn lấy cái người đã từng quỷ hôn với con. Con không muốn lấy chồng đâu má. Này nè con, chuyện quỷ hôn á là do thầy ấy nhất thời sai lầm thôi con à. Nhưng giờ thầy đã xuống tận đây để nói rõ và xin lỗi cha má rồi con. Má thấy thầy thương con thật lòng. Nhà ấy gia phong cũng đàng hoàng. Nè, có gần 100 mẫu ruộng thượng hạng tại Trà Ôn. Quê lợi một năm thu hoạch hơn 4.000 giả lúa. Trên chợ lớn còn có một tòa nhà lầu ở giữa đường Bình Hòa. Con về làm dâu nhà đó, coi như con được an nhàn phú quý. Cha má cũng vì con mà đồng ý hôn sự này đó. Sống an nhàn phú quý để làm gì hả má? Mà vợ chồng không thương nhau, con không chịu đâu má ơi. Con thà sống nghèo khổ mà vợ chồng phải thương yêu nhau. Má, má nói với cha con đi, con không muốn lấy chồng bây giờ đâu. Má, con muốn ở nhà với cha má thêm vài năm nữa nha má. Thôi má tính vậy nghe. Hiện tại thì thầy Phú Quý vẫn chưa tốt nghiệp, nên nếu con chưa ưng lấy chồng bây giờ thì để cha má nói chuyện lại với thầy. Hơn nữa nhà mình ít người, cha má cũng không muốn con rời đi sớm. Với lại về cái chuyện mà phân chia tài sản với thằng Cẩm còn nhiều lấn cấn, mà con đi lấy chồng á, má thấy phần con sẽ chịu thiệt thòi đó. Nói không chừng còn mất trọn nữa. Má tính bữa nào gặp thằng Dũng Linh, nhờ nó tư vấn làm sao cho phải. Con, hôm rày con có gặp Dũng Linh không? Má tính chờ cho tới lúc cha con làm tờ chúc ngôn, má sẽ nói với cha con chia cho con ít nhất là phần nửa gia tài. Chia tiền bạc cũng như chia ruộng đất. Chia xong hết á, rồi mới tính tới chuyện hôn sự của con. Con thấy như sao? Dạ, má, má tính sao cũng đặng hết á. Miễn là má nói với cha là đừng có gả con sớm nha má. Nha má. Má. Tánh khí nắng mưa, khóc đó rồi cười đó. Vậy mà cũng có đứa xin cưới nữa chứ. Thôi được rồi, để má nói với cha. Má nhớ nha má. Mình à, tôi thấy con gái mình nó còn nhỏ dại lắm. Mình vội vàng gả nó qua bên nhà Phú Quý, tội nghiệp nó lắm. Hồi bà bằng tuổi con nó, bà cũng lấy tôi rồi còn gì. Hồi đó khác, bây giờ phải khác chứ. Tôi định cho con ở nhà thêm mấy năm nữa, tới lúc thầy Phú Quý tốt nghiệp rồi mình gả con cũng chưa có muộn mà. Hồi chiều á, tôi coi bộ nó không thích chuyện cưới gả. Thì đó, con nó khóc quá chừng quá đổi à. Tội lắm mình à. Làm con gái đi lấy chồng mà khóc cái nỗi gì chứ. Cha má kiếm sẵn thằng chồng giàu sang học thức như vậy, con làm bộ làm tịch nữa đã. Vậy chứ nó đụng phải thằng chồng nghèo rớt mồng tơi, lúc đó chẳng khác nào như mang cái gông hay sao. Nhưng mà tôi á đã biên thơ cho anh xui rồi,
nói ảnh gấp rút chọn ngày cho tụi nhỏ. Nè, bà đừng có vì con cầm thư mà khóc lóc ngăn cản tôi ra. Con mình á, trước đây một lần đã bị người ta quỷ hôn rồi, nay người ta đến năn nỉ xin phép cưới thì nó cũng cao giá lắm rồi đó. Tôi á cũng là người có tiếng tăm ở vùng này, giờ mà cứ nói tới nói lui chuyện cưới gả thì rất muối mặt. Nè, trời tối rồi còn đi đâu nữa? Tôi đi ra thăm mấy bạn già đó mà. Bà buồn ngủ cứ ngủ trước đi, đừng ngóng chờ làm chi. Ý, em Thư, em có thấy không? Hôm qua thì trời mưa, mà hôm nay thì nắng lên. Chắc chắn ông trời biết hôm nay ta và em đi dạo qua đây, cho nên á ông trời mới hạ lệnh mưa ngừng nắng lên đó. Ý, em có nghe tiếng chim hót không? Con chim hót cúc cu cúc cu. Cô và thầy đây thiệt xứng đôi. Vui quá ha. Hình như coi bộ thầy học nhiều quá cho nên thầy bị ngộ chữ thì phải. Ngộ chữ là em đang khen ta hả? Đúng rồi, tôi khen thầy đó. Thầy có duyên quá. Trời ơi, Dũng Linh. Đừng tao đứng bơi. Trốn đi. Cô tao vậy? Cô lên. Tôi chết rồi. Cô lên. Có ai không? Cô. Có ai không? Kéo vô. Nè, đây nè, vô tới bờ rồi. Giật lấy. Lên. Thầy ơi, thầy có sao không vậy? Thầy ơi, thầy ơi, thầy có sao không vậy? Hả? Không sao. Vì vị hôn thê xinh đẹp này, ta sẵn sàng chết 10 lần cũng được. Hai người ở đây nha, tôi về trước. Khoan đã. Anh Dũng lên. Anh Dũng lên. Anh Dũng lên. Anh nghe em nói có được không? Lúc nãy anh ta nói em là hôn thê. Từ khi nào mà em trở thành hôn thê của người ta vậy? Chuyện này nó dài lắm. Thôi để bữa nào tiện em kể anh nghe nha. Không cần đâu. Anh nghi ngờ em hả? Không cần phải dài dòng. Chuyện đó có gì bí mật đâu mà em giấu thôi. Em thật sự không hề hay biết chuyện này. Cho đến mấy bữa nay, cha em tự nhiên một hai biểu em lấy chồng. Người đàn ông mà anh vừa cứu đó, thiệt ra là đã có chỉ ước hôn sự với em từ hồi còn trong bụng mẹ kìa. Nhưng sau đó em lại nghe gia đình ảnh đòi quỷ hôn. Em cứ nghĩ là quỷ hôn rồi, nhưng không hiểu lý do tại sao lại muốn tiếp tục mối duyên này. Nghe như tiểu thuyết diễm tình vậy. Chúc em hạnh phúc nha. Anh sao vậy Dũng Linh? Tôi không sao hết. Anh đã từng nói với em câu gì? Anh quên rồi sao? Em chờ anh. Chờ anh đến khi nào anh có chút sự nghiệp, anh sẽ qua nhà Thư chuyện với cha má em, xin cưới em làm vợ anh. Tuy nghèo nhưng hạnh phúc, vì chúng mình thương nhau. Lấy người mình không yêu thì làm sao hạnh phúc được hả anh? Tôi cũng tính dăm bữa nửa tháng nữa qua nhà của cô Thư chuyện, nhưng mà bây giờ có lẽ không cần thiết nữa rồi. Duyên đã định rồi. Anh định bỏ cuộc hay sao? Anh là thằng hèn. Vừa thua
Má, má coi coi có thích nhà mới này không? Con thấy là nhà này to hơn nè. Rồi á hả, gần trung tâm hơn so với nhà cũ nữa. Dì thấy không, anh Dũng Linh á có hiếu với dì ghê chưa. Má thấy chỗ này mắc tiền hơn chỗ nhà cũ ra. Má à, bây giờ con được thăng chức trong hãng, với lại chuyện buôn bán đồ cổ con cũng để dành được ít tiền. Con đã từng hứa với má là sẽ chăm sóc má thật tốt mà. Dì à, dì cứ yên tâm mà hưởng phước đi. Từ giờ dì đừng có lo tới chuyện tiền bạc nữa. Tại vì á, anh Dũng Linh anh nói lo được là anh lo được à. Dì của dì á là ăn uống tẩm bổ cho khỏe nha. Dì biết. Thôi mình vô nhà đi. Má vô đi má. Dì để con. Nè. Nè Hồng Xuân, sao thằng Linh nó đổi nhà mà coi bộ nó không vui vậy con? Dạ đâu có đâu, con thấy nãy giờ anh vẫn vui vẻ mà. Mà sao dì thấy ánh mắt nó cứ buồn buồn? Nó giấu ai chứ sao nó giấu được gì hả con? Dì là má nó mà. Có phải nó với con Cầm Thư lại cãi nhau nữa phải không? Con cũng không biết nữa, nhưng nghe đâu cô sắp lấy chồng rồi dì à. Mà nghe đâu là con trai huyện Hàm ở dưới Trà Ôn, giàu có dữ lắm. Đúng là có chuyện mà. Cầm Thư nó sắp sang ngang rồi, mà thằng con trai của dì nó giống như con thuyền cứ neo đậu ở bến sông vậy. Thiệt tội nghiệp quá. Thôi dì đừng có nghĩ nữa, con đỡ dì vô nhà nha. Dạ xin chào hai thầy. Chào dạ. Mô thầy có thể cho tôi hỏi hôm nay trạng sư Dũng Linh có ở đây không ạ? Dạ không có, ảnh xin nghỉ để đi nuôi má nhà thương rồi cô. Dạ tôi cảm ơn. Dạ tôi xin phép. Dạ. Ê, về nhà này á, con mình nên lủi thủi. Ê, không ai nhậu thì mình nhậu mình. Có gì đâu. Ê, ê. Bác hai. Ủa. Con. Bác hai coi thử cái gì đây. Gì vậy? Gì vậy con? Trời ơi, cái này là cái cây hút thuốc phiện mà con. Trời ơi, con kiếm đâu ra nhiều thuốc phiện vậy hả Cẩm? Bác lớn tiếng quá vậy. Dư giả như vậy để cho cha con ông hút thoải mái cho bớt căng thẳng. Dạo này con thấy cha con căng thẳng nóng tánh quá. Trời ơi con ơi, tuy là bác á không có biết hút ba cái quỷ này, nhưng mà bác biết nếu mà hút hết cái chỗ thuốc này á là người không ra người mà quỷ không ra quỷ đó con. Tại sao con lại ép bác làm cái chuyện mà thực chân ác đức với lại cha của con vậy Cẩm? Bác nói hơi quá rồi. Cái này á, quỷ ma cái gì nó làm tăng sinh lực. Nhưng mà tại sao con muốn hại chết cái người cha ruột của con vậy Cẩm? Ông bắt đầu trở nên thông minh từ khi nào vậy? Tôi nói cho ông biết, tôi vẫn thích ông từ xưa tới giờ. Nói sao thì nghe như vậy. Ông cứ ngoan ngoãn nghe lời, tôi kêu làm cái gì thì ông cứ làm. Đừng thắc mắc, đừng tò mò, và đừng bao giờ đặt câu hỏi. Như vậy sẽ tốt cho ông đó. Nhưng mà... Nè, 30 mấy ngàn đó ông quên rồi sao? Tôi nói cho ông biết, theo như luật giang hồ, 3 ngàn lắc là rớt một ngón tay. Lắc thêm cái nữa là đứt cái nhượng chân. Để coi tôi tính cho ông 30 mấy ngàn. Có bao nhiêu cái tay, bao nhiêu cái chân mới đủ. Bác hai à, bác lớn tuổi rồi,
Bác suy nghĩ cho kỹ đi. Một bên là ruột thịt anh em, còn một bên là rứt cái tay này nè. Rồi tới lúc đó, người anh em ruột thịt của bác có đưa tiền cho bác trả nợ hay không? Hay là lúc đó ông đứng bên ngoài, ông trơ mắt ông ra ông nhìn bác vậy nè, rớt hai cái tay kìa. Im lặng thì sống, chống thì chết. Ông hiểu chưa? Thằng này liệu có phải là con ruột của chú Phan hay không? Con ruột sao lại nỡ dùng thuốc phiện hại cha ruột của mình chứ? Dì không sao. Dì à, con đã dặn dì nhiều lần rồi, dì đừng có thức khuya rồi lụi cụi làm chuyện này chuyện kia. Căn bệnh suyễn của dì á, nó luôn trợ chứng lúc nửa đêm về sáng đa. Bệnh của dì dì biết chứ, lâu lâu nó lên cơn chút vậy thôi à, chứ không có nặng lắm đa. Dì nghĩ chắc tại dì lo lắng cho thằng Dũng Linh quá, rồi dì nghĩ ngợi đâm ra buồn rầu, rồi bệnh nó dồi dập thêm thôi, làm cho thằng Linh nó lại lo sắp bớt sang ban thôi. Anh Linh á, anh lớn rồi chứ đâu phải là con nít đâu, mà dì cứ lo cho anh miết à. Gần đây tánh khí nó lạ lắm, nó cứ lầm lầm lì lì, nó không có hoạt bát như trước nữa. Dì có hỏi nó thì nó chỉ gật hoặc là lắc thôi, chứ nó không có nói tiếng nào hết trơn. Ban đêm nó còn thức dậy viết lách cái gì đó, có khi thức tới sáng luôn. Dì nghĩ chắc nó buồn vì con Cầm Thư sắp lấy chồng rồi. Thôi dì cũng ráng uống thuốc cho mau khỏe, chứ anh Dũng Linh anh buồn vậy mà anh thấy dì bệnh anh lo lắng rồi lại càng buồn thêm nữa. Dì biết rồi. Dì ăn đi dì. Anh Dũng Linh, anh mới tới hả? Má. Thôi tới giờ em đi lấy thuốc cho dì uống rồi, anh nói chuyện với dì nha. Cảm ơn Hồng Xuân. Dạ. Đi đi con. Má à, con thương Thư má à. Má biết rồi, con hờn giận con Thư nhiều lắm. Nhưng mà con nghĩ đi, thân phận người ta là giàu sang, còn phận má con mình thì nghèo hèn, tự nhiên người ta khinh thị mình thì cũng phải thôi. Con giận mà làm chi? Ủa Thư. Ủa Hồng Xuân, mình đang đi tìm phòng bệnh của má anh Dũng Linh, sao mà Hồng Xuân ở đây vậy? Mình đi lấy thuốc cho má anh Dũng Linh nè. Đi, đi theo mình đi, để mình dẫn Thư vô phòng bệnh của bác gái nha. Sao mà Xuân lại biết má của anh Linh bệnh mà vô đây vậy? Thì mình mất mẹ, Cầm Thư cũng biết rồi đó, cho nên mình quý dì ấy như là má của mình vậy. Mà dì cũng quý mình, cho nên hay rủ mình qua nhà dì chơi lắm, chứ mình đâu còn bà con họ hàng gì đâu. Đi Thư.